35.000 có cơ hội trúng 14.999 kim cương rất là nhiều luôn á. Mình vừa mới nói xong mình trúng 14.999 kim cương. Hello mọi người, mình là Vân đây. Ôi, xốp anh xịt kẹo nè. Anh xịt kẹo vừa nạp 500.000. Mình sẽ vào quay thử vòng quay ở trong xốp anh xịt kẹo. À, có nhiều vòng quay thế nhở. Mình sẽ test thử vòng quay nhân phẩm xem nhân phẩm của mình có cao không. Ok, quay thử xem nào. Wow, trúng được 111 kim cương. 25.000 trúng được 111 kim cương. Thấy cũng lời nha. Nhiều rồi, 111 kim cương là nhiều rồi nha. Mình sẽ quay lần 2. Wow, trúng được 2.200 kim cương. Lời thực sự. Quay tiếp lần 3 xem. 25.000 có cơ hội trúng 14.999 kim cương rất là nhiều luôn á. Mình vừa mới nói xong mình trúng 14.999 kim cương. Ok nhở. Thế là hôm nay mình có vẻ là hên. Quay tiếp thử một lần nữa xem. Đúng là số của anh xì kẹo giải trúng đó nhở. Lại trúng 2.222 kim cương. Ok, mình sẽ ra rút thử vào nick của mình đi. Không biết anh sẽ kẹo có biết không nhỉ. Ok, mình sẽ nhập ID của mình vào đây. Này, dạ. Làm gì đấy hả? Làm cái gì đấy hả? Em có làm gì đâu. Vào shop của sĩ kẹo đúng không? À, lúc nãy của anh nào có 500.000, anh chưa kịp quay kim cương anh tặng các bạn cơ mà, sao chỉ còn 400.000 đồng? Em đã làm gì? Em chỉ quay thử có vài vòng thôi à. Cái gì? Nhưng mà em trúng được tận 14.000 mấy trăm kim cương lận. Trúng được nhiều lắm. Giỏi. Nha. Ok, thật ra thì cái này tiền anh nạp vào anh quay kim cương để anh tri ân các bạn thôi, được rồi. Thì đi đây. Hôm nay ấy, là cái chương trình tri ân là hiện tại trên shop sĩ kẹo ấy, cái tỷ lệ mà anh em quay trúng kim cương cực kỳ là cao luôn, anh em hiểu không? Và nữa là đây, hôm nay thì mình sẽ dành tặng cho 10 bạn may mắn bằng cách là các bạn sẽ nhấn nút like cho video và anh em comment cái ID game nhá, thì kẹo sẽ tặng mỗi anh em 90 kim cương. Quay bóng 100.000 mà em trúng được 19.000 kim cương á. Dạ. Oh, trầm cảm tham. Đó, shop của anh dễ trúng thật mà. Shop của sĩ kẹo bán toàn lỗ thôi. Tình hình nhá là tạm biệt tất cả khán giả xem như kênh sĩ kẹo nha. Sĩ kẹo bận chút việc nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Ê, à, cho em mở điện thoại. Điện thoại á? Dạ. Đây em mở khóa. Này đây. Ê, cảm ơn. Wow, đây là nick của anh sĩ kẹo mọi người. Mình sẽ vào để phá nick của anh sĩ kẹo mới được. Ok. Nick xịn thật sự, có nhiều skin lắm nè. Mình sẽ đổi trang phục đi. Ok. Wow. người đàn ông có mái tóc dài. Cho mặc váy, không mặc váy đó người ta. Wow, bộ lông màu hồng. Mặc cái này đi. Cái này đi cho dễ thương. Mình sẽ vào đổi tên cho mọi người. À, ông Mô lấy luôn nick của anh xịt kẹo. Mình sẽ đổi tên thành Vương Công Chúa đi. Thêm một cái dấu sao vào đi. Ok, mình đã đổi được tên rồi. Mình sẽ vào. Có nên vào phá ranh nick anh xịt kẹo không nhờ? Không, bây giờ là nick của mình luôn rồi. Mình đổi tên là nick của mình luôn rồi. Mình sẽ cho luôn. Ok, mình sẽ vào xem skin súng nha mọi người. Súng, cái này đẹp nè. Cho em nghĩ cái này đi. Wow. Ơ, mấy cái này cũng có skin á. Skin nhìn cô te ghê. Nhiều súng xịn quá nhờ. Cái này. Ok. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ chôm nít anh xịt kẹo chôm lẫn điện thoại luôn. Mình sẽ đi về luôn. Không ở đây nữa. Bye mọi người nhé. Mình đi đây.